Con chào bố cầm. Nghe rõ không? Dạ, con nghe rõ ạ. Tao đang coi cái thằng quỷ này đủ ở đang cười té ghế mày, sao bao lâu tao lên chi vậy? Đúng quá. Tao mới post lên cái trang của tao đó, cái thằng Mỹ con mà nó đi sắp Sài Gòn rồi về Hà Nội Sài Gòn á, thì nó có một cái chủ đề, nó là mình thích Sài Gòn hay Hà Nội hơn. Đánh cho hỏi bắt đầu nó ngồi nói chuyện, nó chạy tới Sài Gòn kia rất là vui, được mà tao cũng lại nó luôn á, được. Nó nói rất là nhiều cái rất là chính xác, rất là vui, rồi tính cách con người giao thông tùm lum tùm la trên thằng quỷ Mỹ hỏi mà rất là rành. Ồ mà hay thiệt, là hay. Tao đang ngồi coi cười, người ta ngồi nó coi, thấy nó coi nó đang nói chuyện mà tao cười té ghế luôn á. Tao không ngờ đây là người Mỹ mà nó rành tiếng Việt, mà nó rành từ cái chỗ mà văn hóa phong tục tập quán nè, rồi nó đi. Ồ cái này hay quá, rồi xong rồi được rồi, cho bỏ qua đi. Hồi nãy giờ con nói vừa, tao đâu có nghe mày đâu, nãy giờ con nói nhiều gì vậy? Tao nói về Sao 500 kV, bố gặp cái vụ đó đúng không? Tức là ở đây là cái gì? Tức là thứ nhất là rõ ràng là cái tầm nhìn, cái quyết sách, và quyết sách ở đây là gì? Là chuyển đổi từ bao cấp qua kinh tế thị trường để hội Ta nhập hiểu rồi, hồi nãy vào thế giới ta nghe nó vụ điện đó. điện, ta hiểu rồi. Thì cái chủ đề này ta đã nói rất là Dạ. từ lâu rồi, rất là từ lâu, cách đây cũng khoảng cả năm mà ta đã nói cái chuyện này rồi. Là tại vì suy đi nghĩ lại, mà nên nhớ một điều này, Dạ. cái chuyện dễ đã qua rồi, mình ngồi mình chiêm nghiệm, mình xét lại Dạ. thì mình mới thấy cái điều đó Dạ. nó hay. Chứ còn cái Dạ. chuyện tương lai mình không có, chuyện hiện tại thì mình không thấy gì hay cả, nhưng khi nó đã đi Dạ. qua rồi thì mình mới cảm thấy là rất ư là thuyết phục, mà rất ư là thông minh, mà rất ư là hơn người. Bởi vì nhớ người đó mình có ăn bột rồi cái đó, nhưng mà tại làm sao hồi đó nó không có cái chuyện mà vụ mà đậu đầu cơ những cái chế độ đa đảng. Thì thường Dạ. thường là ta có cái chuyện là không có cái chuyện mà stem phiếu, cho nên ra những người đầu cơ, những người mà cửa tiệm buôn bán hồi xưa, mặc dù có cái thằng ở ở Chợ Lớn mà chết mẹ liền, là đồ Việt Nam mà được chết, tao nghĩ là chắc chết đói giống như kiểu như này. Là rất là nghèo nàn, mà vừa tàn rồi bị buôn bốt rồi bị buôn bốt rồi bị gì đánh với Campuchia này, rồi xong 79 đánh với lại Trung Quốc nè, đồ mà hầu như là mình là kiệt quệ hoàn toàn, kiệt quệ hoàn toàn. Cho nên Dạ. việc gì đó là rất là khó khăn, mà nó không xảy ra chuyện đầu cơ là bởi vì sao? Nhà nước đang nắm, vẫn nắm cái lương thực để mà phân phát chia đều cho người dân. Bởi vì vậy có khổ, khổ quá trời là khổ luôn. Ê, nhưng mà không ai chết đói mày, nó hay ở chỗ đó đó. Đúng Mình rồi thấy chứ. rõ ràng không? Nó không nghĩa là không người dân nào chết đói. Có thể là ngắt ngoại, có thể là thiếu, có thể là không ngon này kia, ta từ rất là khổ, ăn khoai mì, khoai lang, ăn bột này, Dinh hồi xưa dưỡng cửa chút tiệm thôi, bột nói là chung là bột chiên nè, bột bánh canh. So. Nhưng mà nó không chết đói. Đặt mà thấy cái điều đó là hay, là mà thiệt thật thậm chí á, thậm chí là có những người mà cái thời không, hoặc là không là nó cắt khúc rửa sạch rồi xong nó cắt ra luộc liền ăn liền. Thì có nhiều đứa cái bị ngộ độc bị cái chất mủ của vỏ của cái bù, mà không có phải là bị độc chết Mình người nhưng nó sai say sai đúng rồi, rồi, khoai có mì chóng mà mặt có lắm. sai nữa đủ á, nó mới Dạ nó bảo có vậy sai đúng, chết cái đó mẹ có ra bố. rồi. Dạ. Thì ta bà kể là ta không tin, tao nói ủa sao đủ sao khoai mì có vụ sai nữa, mà kêu sai anh ơi sai đủ á. Tại vì vô trong rừng lúc đó đi kinh tế mới về khoai khai quang làm ấp, thì mà nhưng mà Dạ. vẫn vẫn qua cái giai đoạn đó. Đúng Thì cái rồi. chuyện này ta nhắc lại lần lần bữa nay lần thứ nhì, thì trong cái thời gian đó đó, nhà nước Việt Nam mình nhớ kỹ cái thời hồi chế độ cũ là Việt Nam mình chạy bằng nhiệt điện, chạy bằng than đá rồi chạy bằng củi, nói chung là những cái gì gọi là nhiệt điện á. Thì mình nhớ trong ở Sài Gòn nó có nhà đèn chợ quán không, rồi nhà máy phát điện chợ quán để Dạ cung cấp dạ vô dạ thành phố Sài Gòn đấy. Thì cái tầm nhìn của mấy ông nội này đủ lớn quá, mới vậy thôi tầm ký đéo từ thủy điện gì ta
được 500 kg, thì đói rã ruột đâu có tiền đâu, nhưng là người ta không có làm, người ta kiến nghị là không có làm, bởi vì để từ từ đi, từ từ xong. Nhưng mà ông giỡn kiệt rồi phải, ông giỡn kiệt, ông mới nói là cứ làm ngay và làm gấp bao nhiêu như không làm được cũng đi vào lịch sử. Nhưng mà thực chất 20 năm là cái Việt Nam chúng ta làm cái đây là khoảng mấy, ba mấy năm hả, ba cái mạng của mày, mày nó nghe không có được, người yếu á, mày nghe tao rõ. Dạ, có bố cầm nghe rõ chưa? Bây giờ thì nghe alo rồi, mày cái tiếng mày nói nó giật rồi, thôi được rồi, nghe được rồi. Bây giờ ổn định rồi phải không? Rồi, ok. Mày đang xài cái con gì? Bỏ wifi rồi, con bỏ wifi chuyển qua xài 4G rồi. Rồi, ok. Thì tao nói cho mày nghe, cái mà cái hạ tầng cơ sở mà về công nghiệp là điện. Tất cả các nước, bất cứ nước nào, kể cả châu Phi, kể cả Mỹ, cái gì vậy, cái nền tảng mà làm cho đất nước giàu mạnh là nguyên nhân là điện. Điện. Dạ. Yeah. Thứ nhất là, hai là xăng dầu, thế thôi. Chỉ có như thôi. Yeah. Thì lúc đó mình đói chết mẹ luôn, mà làm gì có điện để mình xài. Thì cái ông Võ Văn Kiệt cũng bắt buộc phải ký một cái quyết định gì đó, tao không rành, nhưng mà cái đường làm cái đường dây quyết sách, một cái quyết sách và làm nó. Dạ. Đúng không? Đúng rắn. Mà chính bây giờ người Việt Nam mình đang thưởng. Đúng rồi. Cái đó là cái công. Bây giờ mình xét lại. Đúng rồi. Bây giờ mình ngồi mình quyết sách lại, mình xét lại, nó thuộc là xét lại, mình nghĩ lại đó. Ừ, má, nếu hồi xưa mà ổng mà nghe lời từ kia đủ má làm 5-10 năm sau mới làm là đủ biết nước. Bây giờ nước Việt Nam mình nó còn bò tới bò lui, bò xuôi bò ngược là đủ, má còn chưa chắc thì hơn Campuchia, đúng không? Chính. Thì dạ đúng rồi. Mình mới nói là cái điều cái tầm nhìn của những người lãnh đạo Việt Nam mình nó không có hề thường, nó không, mình không dám đưa, mình không nói ông, mình không tôn vinh ổng gì cả, nhưng mà cái điều là cấp lãnh đạo Việt Nam mình đâu phải là một ông đâu. Khi đưa đúng quyết sách đó là tập thể mà. Tao nghĩ chắc là đông người lắm chứ, mà riêng mình ổng. Nhưng mà cái người lãnh đạo là ổng. Cho nên vì đó tao thấy rất là người chịu trách nhiệm á, gọi là người chịu trách nhiệm á. Đúng rồi. Đúng không? Từ người đứng ra chịu trách nhiệm vấn đề đó. Đúng rồi. Dạ. Vì cái hôm trước, thì hôm trước tao mới nói một lần rồi. Sau bao nhiêu năm biến cố ở Việt Nam mình thì có những người cấp lãnh đạo quá giỏi và quá hay. Quá hay rồi, quá giỏi luôn. Yeah. Thì cái nhiệm kỳ mới này tao nghe nó là bầu bán gì đó ở Việt Nam nữa, thì bốn ông, hai ông cũ hai ông mới, thì tao nói rồi đó, thì người ta đang hồ hởi phấn khởi là đó là những người doanh nhân nha, những người mà đi làm ăn ở bên nước Việt Nam mà nó giống kiểu như là một công ty nhỏ vừa đại khái vậy thôi, đó là nhỏ vừa, còn chức khác mà rồi đại gia khác chưa tính nha, thì lên gì đó cái một cái nửa dòng đất TV đã hồ hởi phấn khởi và họ muốn là tiếp tục những người tiền nhiệm mà đưa đất nước mình lên một tầm cao mới nữa. Bây giờ đã cao rồi, bây giờ cao nữa thì nói chung là mình rất là vui, thế thôi, chứ còn nói gì nữa giờ. Nhưng mà sau đi nghĩ đi nghĩ lại rồi mình mới thấy là những quyết sách, những cái kế hoạch mà nhà nước mình Việt Nam mà đưa ra, mình mới thấy mình chiêm nghiệm nha, mình mới thấy nó mới hay. À, đã qua đi rồi mình cái này nghiệm. Dạ cái này là bố cái này là bố à, cái này thì bố nhớ lại cái vấn đề là bố thường nói đó, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam họ rất hay, tức là họ không có cứng nhắc đi theo uyển chuyển một cái à, đó, tức là có những đoạn họ rất là uyển chuyển để họ lách qua lách lại như thế nào đó với mục đích cuối cùng là đưa đất nước nó đi lên và đưa đời sống người dân nâng cao lên đó, đúng không? Bố cầm từng nói về cái điều này thì đó, cái giai đoạn này là y chang như vậy, không khác gì cả. Bởi vì những cái đứa mà không am hiểu về đất nước Việt Nam và nó không có một cái đại khái, nó không có cái gì gọi là hay chống phá Việt Nam, thì cái đầu nó thấy là như nó mụ mị đó, mà nó không hiểu được. Nó không hiểu được cái chính sách của Việt Nam mình như thế nào. Nhưng mà mình cũng không khe là bởi vì những phần tử đó nó là thiểu số, ta thấy là thiểu, bởi vì nó đã gọi là thù ghét thì từ từ con người ta cái đầu óc nó bị đông cứng à, nó không còn phát triển, cho nên bị đó nó nghĩ tới đó là hết rồi, giống như kiểu Vũ Huynh Trưởng đó, nó đóng bọc 34 là tới đó là xong rồi, tưởng tượng đúng rồi. Ngày xưa Việt Nam mà đồ chạy không ra ram rồi xong cũng ăn nhờ nhà thì nhà ổ chuột rồi đủ đi thì nói chung là tất thành bạc, ông nghĩ là vậy thôi, bởi vì ông đâu có ngờ. Ta mới đọc bài báo và tấp sắp sửa tới đây là VinFast nó đã đưa ra một cái chương trình giao thông rất công cộng, rất là hiện đại, là xe buýt chạy điện,
Dạ đúng rồi. xe buýt chạy điện nha, xe buýt chở mà chạy điện, giao thông Xe buýt trên điện. đường phố rồi, hay lắm đồ, chức năng công năng hay lắm đồ, khổ lắm rồi, nó gì rồi tao mới bút lên cái làm 200 chiếc xe VinFast đang hùng hổ và hung dữ lao thẳng vào, đi đi review tất cả ba miền, đi ba miền luôn à, xuất phát từ ngoài Hà Nội rồi đi bắt đầu dài chiều dài của đất nước mà tới 200 chiếc. Ồ má, đủ các loại VinFast, đủ các loại đó, đủ thứ loại, từ quá quá đẹp rồi ta nói lên rồi. Rồi bữa nay có một cái này hay nữa là ta mới phát giác là ở trên đài CNN của Mỹ nha, là cái đài này, cái đài lớn nhất của truyền thông của Mỹ đó, đang Dạ quảng cáo cho VinFast luôn, đúng xe VinFast đâu mà đã gì đâu, tự nhiên mình thấy mình mát lòng được quá. rồi Chứ tao bây giờ đâu á, thằng Mỹ giờ cũng phải sợ đúng không vậy, sợ chẳng phải là sợ đâu, nhưng có cái điều nó đã khi dạ nó đã quảng cáo, tất nhiên nó đã chấp nhận cái sự hiện diện của cái xe đó trên thị trường của nó, đúng không? nó phù hợp với tiêu chí Đúng mà rồi, bảo vệ khí thải luôn đó bố, đúng giảm khí thải rồi, nhà, bảo vệ hiệu ứng nhà kính á đó. thì cái đó là thấy một cái rất là vui mừng bởi cái những cái gì mà Việt Nam mình thành tựu trong những lúc gần đây, nó thẳng là vậy, không có cái gì gọi là phàn nàn cả, và tao yên tâm. Yên tâm thì ôi, còn ba cái thứ mà lôm côm mà nó lên mạng mà nó ngồi nó chửi nó sửa nó xéo thì cái chuyện đó đúng xin bỏ dục đồ, có thể nó không đáng, nó thì không đáng để gì mà nó, bởi vì nó không thấy cái chung rồi mà toàn là thấy cá nhân của nó không, bởi vì nó cảm thấy nó thiệt thòi, bởi vì chống mà cho nên vì đó ai chấp nhận nó về, cái hạn như là Vũ Huỳnh Trưởng hay những người mà chống cộng cực đoan này kia rồi vô có danh sách đen rồi, thiếu hiểu biết rồi, không không có một cái sự không nghĩ tới chuyện quê ta cha đất tổ, rồi thí dụ như đại khái dung dung như là kiểu ơi, Cù Huy Hà Vũ rồi mẹ nấm rồi điếu cày kia bỏ nước ra đi một cách mà chống bán lại này kia, nhưng mà họ không hiểu được cái giá trị của một con người Việt Nam mà yêu nước như thế nào, rồi không, họ không nghĩ họ bỏ nước họ ra đi, đó là cái người đó là vĩnh viễn không bao giờ về, thì khi đã bị vĩnh viễn không bao giờ về thì rượu mới càng cố sức nó càng chống phá, nó hẳn là Điên vậy, cuồng điên điên cuồng cuồng nó đơn giản, nó không có mẹ chứ, nhưng mà mày nghĩ cho 97 triệu dân thì có mấy người như đó đâu, mà đúng chết rồi mục xương bên này cũng thua gì đâu, nghĩ địa gì đâu, bởi ta không khe không, không quan trọng, mình chỉ nói là cái vấn đề cái tình hình chung của đất nước và mình về xác nhận, mà mình đâu phải là xác nhận riêng cá nhân mình đâu, khổ nổi cái là quốc tế đã công nhận mà, Liên Hiệp Quốc cũng đã được công nhận mà, nói chung là tất cả những cái bình bầu chỉ số của các hiệp hội của Liên Hiệp Quốc, thí dụ như bình bầu gì chỉ số hạnh phúc mà, bình bầu vấn đề tăng trưởng kinh tế là rồi chúng đồ rồi biến đổi khí hậu, nói chung là quốc tế chứ đâu phải Việt Nam mình, đủ khổ chưa, cái đó là nói lên được hết tất cả cái chuyện gì mình nói, thành ra mình cũng không ấy quá như vậy mà nó còn chống quá, thí dụ như mà không phải mà người lãnh đạo bất tài lụng bại hả, đồ má nó còn cào cấu đồ, má còn lấy đồ nó cưa nó xẻ nó làm đủ trò luôn đúng không, đồ vậy mà còn như vậy mà nó còn còn chưa chịu nữa, không biết chịu cái gì tao không hiểu nữa, đồ má nó kệ mẹ đi, đồ mà tụi coi tao cho nó xuống không hết, đồ mà tao không khe. Khi mà đất nước mà vừa được giải phóng và thống nhất xong á thì là chúng ta đất nước Việt Nam là chuyển qua giai đoạn là bao cấp đúng không ạ? Đúng Vì rồi, vấn đề là còn thiếu thốn lương thực, thiếu đủ thứ. Đó, và đó cũng là và cái quan trọng nhất các vị lãnh đạo họ đã dám dám làm, dám đưa ra những quyết sách là chuyển từ chế độ gọi là bao cấp sang cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bố công nhận không? Một cái thời điểm đó bố cũng biết mà, để khi mà quyết định mà chuyển qua cũng là gặp nhiều khó khăn lắm. Mà khó khăn ở đâu? Khó khăn cả cả chính trong gọi là cái ban lãnh đạo. Đúng không ạ? Bởi vì không phải là có sự đồng thuận cả 100%. Rõ ràng câu chuyện là như vậy. Bố công nhận không? Nhưng mà khi cái cột mốc đó đã qua được rồi. Đúng không? Là những cái vẫn là cái đường lối gọi là đường lối xã hội chủ nghĩa vẫn đảm bảo. Nhưng ngược lại là đời sống người dân lại nâng cao, lại Nâng đi lên. cao đúng rồi, thì có một cái like tao Đó. nói với mày rồi, thì trong cái lúc như vậy thì nó có nghĩa như vậy là cái người dân Việt Nam bắt đầu từ từ đứng lên, nhưng mà nó vẫn còn chập choạng, tất nhiên là vẫn còn dễ dễ gãy dễ ngã, là bởi vì coi nhưng mà đã đứng được rồi, mẹ tôi có nghĩa là lúc đó là con người ta giống như queo quặt ở chỗ vì tài nguyên cạn kiệt không khai thác, rồi kinh tế suy sụp là bởi vì mới chiến tranh tàn phá mà, cho nên vì đó là phải gây dựng lại một phần, phải trả nợ cho các nước ngoài,
bị chiến tranh biên giới rồi Tây Nam rồi miền Bắc rồi tùm lum tùm la, nó tụi bôn bốt rồi tùm lum tùm la, rồi đã bao nhiêu cái chuyện đó nó xảy ra cùng một thời điểm. Cho nên cái người Việt Nam mình, cái nhà nước Việt Nam mình nó giống như kiểu như là con vịt què về què quặt, nhưng mà nó chưa có chết. Đó chính là vì đó. Nhưng mà khi mà đã ổn định rồi, hết chiến tranh còn thì tất cả mọi người đều chung tay vào, và cái con dịch đó nó bắt đầu nó đứng lại được, và bắt đầu nó đứng thẳng ngựa lên, và đứng được rồi là đứng luôn, có nghĩa là tới bây giờ đứng thẳng lưng và đi tới vẫn luôn đó. Thời đó mà không chống phá được thì thôi, đủ mày làm sao giờ mà chống phá. Mày nói tao cái thời đó tao đã kể mày cái câu chuyện của bà ở Long Khánh, đã nói bà đi kinh tế mới mà đã kể. Thời đó là cái thời khai quang lập ấp và đi vào đi kinh tế mới, mà cái thời rất là khổ, ăn khoai mì mà còn bị sai nữa là biết sao, là biết đỡ khổ. Nhưng mà ở trong đó thì cái hoạt động mà của mấy cái ông chống phá Việt Nam, ví dụ hoàng thời đó là thời Hoàng Cơ Minh với là thời Nguyễn Văn Bá rồi đó, đúng rồi xâm nhập vào những cái buôn làng của những cái người mà đi kinh tế mới để hoạt động, đúng rồi, lôi đúng kéo phun rô, thời đó còn phun rô đúng không? Yeah. Mà nửa đêm á đủ nó vô, nó mấy ông này vô quấn bắt, mà thời đó mà còn người ta cũng vậy đó. Thì tôi hỏi mày làm sao giờ mà chống được. Bởi vậy ở đây mình mới hiểu được cái điều này. Khi nói thì nói cho có đầu có đuôi, có nghĩa giai đoạn Việt Nam mình từ hồi xưa tới giờ hầu như là mấy chục năm, năm bảy chục năm, cả trăm năm, đất nước mình nó không phải là bình yên mà nó xáo trộn đủ loại trên trời. Cái căn nguyên đó là do chiến tranh. Chiến tranh gì đủ thứ, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh cộng sản Việt gì quốc gia gì tùm lum đủ loại chiến tranh, đảo tránh liên biên giữa nay nằm liên biên. Thì cái ngày mà đi mà giải phóng đất nước, mình gọi là giải phóng đất nước và thống nhất hai miền Nam Bắc, cái điều đó đối với mấy ông bên này mặc là người dân, nói thẳng là người dân kể hai miền Nam Bắc và kể cả những người có cô nhi quả phụ của hai miền Nam Bắc, họ mừng là bởi vì sao? Bắt đầu từ giờ phút này không có bom rơi đạn đổ, không có lựu đạn, không có, nói chung không còn chết chóc theo chiến tranh nữa. Cái đó là cái điều mà vui nhất đó, để thôi. Thì họ một mặt người dân cũng vậy, mà người gì đó đại khái coi như là quân đội chính quyền thì vẫn vậy, họ không muốn cái xã hội hồi xào xáo, đúng không? Nó hẳn là vậy. Thành ra bây giờ ví dụ cái địch mà đi vào một cái gì đó vậy là thì chính là người dân đã tố giác rồi, chứ đừng nói tới chính quyền. Đủ chính người dân đã là một cái bà cái mà nó buồn cười, anh biết không? Đủ bây giờ là đủ Việt Nam mình là camera chạy bằng cơm. camera nên chạy bằng cơm. Được, ta nghe tao không hiểu, nhưng mà sao ngồi mà rất dở dở quá. Thì tất nhiên con bắt người dân đủ thằng nào hãng động vô đây là chết mẹ. Đủ đủ á. Tao kêu quả nữa. Đúng rồi. Cười chết mẹ. Camera chạy bằng cơm rồi mà cười thấy mẹ luôn. Thì đó. Thì giống như cái mùa dịch đó bố, giống như cái mùa mà bị dịch Covid á. Thì có một vài người cũng dạng như Việt kiều ở bên đó về chơi lúc mà nó chưa bùng nặng á. Và khi có hiện tượng là dịch lên bùng lên thì cái bà đó bà không hiểu sao tự nhiên là có người ở trên sở y tế xuống hỏi kiểm tra bà. Làm việc xong xuôi đó, thì mới lòi ra đó là do bà về bà ra trước nhà bà chơi mà bà ho. Muốn cầm với ông bà ho đó, tức là bà có hiện tượng bà ho. Ho là dân đó là phát đúng rồi, đúng quá là dân xung quanh, những người xung quanh người ta mới báo lên trên sở y tế đó, thì trên sở y tế mới cử người xuống mới là kiểm tra y tế mà lại. Thấy chưa? Đó là cái câu chuyện ho không ăn được mà. Dạ. Ho thôi đó. Kinh khủng chưa? Tụi mẹ dân dân tao vậy đó. Bởi vì nói gì thì nói chăng nữa thì con hiểu tại sao xảy ra cái chuyện đó không? Là bởi vì họ có ý thức được. Bởi vì chào Huy. Nói thì nói thì họ không muốn tái diễn lại những cái trò giống như ngày xưa. Tức như là đã qua đi cái thời mà khổ cực, đã qua đi cái thời chiến tranh, đã qua đi những cái thời bom đạn. Và họ đang sống trong một cái xã hội bây giờ hầu như mình phải nói là tuyệt vời đó. Có thể là không giàu hơn thiên hạ, không giàu hơn Mỹ, không giàu hơn Anh, nhưng cái chỉ số hạnh phúc cứ sáng chồng đi làm về chiều là có cơm dọn, mẹ đi, vợ nó dọn sẵn cho ăn rồi, còn muốn gì nữa đâu, có phải mà nó đứng lúc đó lính nó có vô mày
Ê, chỗ nào đây, chỗ nào đủ dám vào không nhé, rồi mà đủ mình ê đi vô kia chạy chạy đủ không có các bạn đó nữa. Dạ đúng rồi, yên tâm. Yên tâm chứ hồi xưa an yên. Hồi nhỏ ta ở trong cái xóm mà đủ má nghe buồn cười lắm. Thí dụ như đang muốn bài đủ mà đâu, ví dụ bà thiết mấy cái từ xưa là tệ nạn nhiều lắm, nít người lớn gì già bẻ lên đủ, có cái sòng bài mình dưới hè đường nào không có, mày biết cái đường Trần Cái Sương là từ đúng chùa, nhưng mà thực tế là đủ nó bút bài dài 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 đúng rồi, tệ nạn là đủ má muốn phá. Hey, rút nó bố kìa, nó bố kìa, nó bố kìa. Đủ má, mấy thằng chúng chào với chào chúng quân dịch đó, đủ chảy xong bùm 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 đủ. Nó không còn cảnh đó nữa. Đủ má rất ư là buồn cười cho nó kìa đó. Thì ráng giữ thôi. Tao không biết nói sao nữa, chứ mà tao không muốn diễn tả sao nữa. Nhưng mà giờ cái đối với người Việt Nam mình, từ đầu làng cho đến cuối chợ, thậm chí mấy cái bà bán rau, bán cải, bán gì, họ cũng đâu muốn. Mà thấy hôm trước không, đủ má sập thịt, sập xiết, đồ dẹp qua bên, đồ tao nhảy đi, tao nhảy về, đồ mà thí dụ nhịp điệu trước là bắt đầu mới bán sao, mới là ghê, đồ mà trong chợ á, đồ má, làm gì có cái chuyện mà thanh bình gửi vậy, đúng không? Nó quá thanh bình, cho nên con người ta rất là vui, đó, vậy đó. Chào chịu hơn. Ừ, rồi gì nữa không? Rồi, kể tiếp tục thì có những bây giờ thì nước mình vậy thì tất cả những cái du khách bây giờ dịch bệnh thì ta nghĩ chắc là hiếm hoi, nhưng mà khi mà mở cửa ta bảo đảm mày Việt Nam mình chỉ là một điểm du lịch của thế giới. Là bởi vì nó vừa an toàn, giống như kiểu cái thằng Chris nè, cái thằng bằng Mỹ mà Việt Nam là cái vừa an toàn là không súng đạn nè, rồi đồ thức ăn đủ ngon. Ô mà thằng này nó ăn giặt ghê mày, đồ má trà sữa đồ tùm lum tùm la, nó ăn nó không có thứ gì mà nó chừa hết trơn á, đồ ghê thiệt. Mà nó đi nam từ nam tới bắc, rồi cảnh đẹp là thiên nhiên hùng vĩ, mà nó có, ta nói cho nghe là cách đây 2 năm hả, 2 năm thì người ta đã thế giới nha, cho ta nói thế giới thôi, ta không thèm nói gì. Thì các hiệp hội mà coi như kiếm những cái di tích và kỳ quan thế giới họ ra khám phá Việt Nam mình, nó có một cái hang và gần như là thiên thai sống ở động thiên thai, có nghĩa là hang Sơn Đòn, và người ta cả thế giới đều công nhận đó là một cái hang động mà đẹp nhất thế giới luôn. Sơn Đòn, người ta đang tính khai thác đó để làm du lịch, nhưng mà như là cái hiệp hội thế giới họ không cho, họ nói hiện giờ hãy để cho nó nguyên cái vị trí và đừng cho cái bàn tay con người rớ vào, bởi vì anh khai thác du lịch thì đương nhiên anh xông vào rồi anh sẽ đốt đèn, anh sẽ làm đủ trò hết, tức là anh làm cầu thang, anh sẽ làm đủ trò thì phá vỡ cái quang cảnh, phá vỡ cái quần thể thiên nhiên ở trong cái sân động. Cái chuyện đó là chuyện mấy ông nội tranh cãi, nhưng mà tao nghĩ đó thế là Việt Nam đẹp, đẹp từ đầu đến cuối, từ thác Bản Dốc, từ cầu Vàng, là nói chung là mỗi miền mỗi cảnh đẹp, đúng không rồi. Chỗ nào mà không đẹp, vì mỗi cái đẹp là một đẹp, cái nó toát lên cái một cái nét tác, riêng tuyệt tác. Dạ một cái nét riêng hơn. Đúng rồi, Cao Bằng là thì có ruộng bậc thang, trời ơi ta mê đó, mấy cái ruộng thấy chụp mà ta mê quá, ta ước ao ta mới đi cho được mà không biết cái đi nổi không biết nữa, nhưng mà tao khoái cái ruộng bậc thang đi đó, Cao Bằng, Hà Giang nè, cao nguyên đá Đồng Văn nè, tao thuộc lòng, tao ghi vô giấy đàng hoàng để tao hâm dọa nha, tao nói kìa là tôi về tôi đi hết cái này ngang, được tôi vô được chết mẹ rồi, đủ má 6 tháng chưa chắc về đã đi hết rồi, đừng lo mình nữa. Nhưng mà cứ đi tao hết đó rồi, đi Sapa, trời ơi khổ. Đi Sapa rồi gì nữa nhiều lắm, trời nó thiệt mày nhiều lắm, trời tao không nói được đó. Thì ra cái đó là một cái mà nếu mà nói một cách đơn giản, nếu người dân ngoại ở người Việt ở nước ngoài mà nếu mà họ già già lớn tuổi với tao vì hay gì về hưu rồi đó nha, thì hầu như tao thấy 90% ai cũng muốn về nước để mà an cư cả, có nghĩa là họ giữ già nó thẳng là vậy. Chứ nó không bởi vì sao, nước mình nó trù phú mà nó đẹp quá mà, đâu phải cái gì đâu ấy, tuyệt vời, tao nói biết nói gì thôi. Có cái này nè bố, có này bố, thì con hỏi bố thì coi cái nhìn nhận của bố cầm như thế nào. Tức là mình quay lại cái câu chuyện mà khi bác Võ Văn Kiệt đưa ra cái quyết sách vào thời điểm đó đó, đúng không? Là tức là thời điểm đó là rõ ràng là đất nước chúng ta là ở trong giai đoạn là bao cấp, là rất là khổ, thiếu thốn mà khổ, đúng không ạ? Và trong khi ở ngoài Bắc đó thì là cái thủy điện Hòa Bình đó lại dư cái nguồn năng lượng đi. Đúng rồi. Đó thì nếu mà họ bán thì họ sẽ lấy được ngoài ngân sách. Mà trong khi thì lại bác Kiệt và lại ban lãnh đạo đó quyết định là làm cái đường dây 500 kV, mà trong khi làm cái đường dây 500 kV là mọi người cũng thừa biết được rằng là cái ngân sách nó sẽ là bao nhiêu và cái sự khó khăn nó sẽ là bao nhiêu, nó rất là ghê gớm. Thì nó, tức là cái độ mạo hiểm á, bố cầm biết không, thì mình quay lại cái câu chuyện tới hiện tại, bố thấy nó có liên đới, nó giống nhau ở cái thời điểm vừa rồi, giống như là cái khi mà dịch Covid bùng lên,
đúng không? Bác Phúc với lại ban lãnh đạo cũng đã đưa ra một quyết sách, rồi họ họp bàn và đã quyết định chấp nhận thiệt hại về kinh tế, đúng ạ? Thì ở đây vấn đề nó, nó có một cái cái gì đó, nó tương đồng, nó tương đồng. Nhưng mà tôi nói bạn nghe, cái đó là không cần gì phải nói cả, là bởi vì không có chứ. Ta cũng đã từng có một lai, chưa có một cái đất nước nào mà giải cứu công dân giống kiểu gì Việt Nam. Dạ. Kể cả Mỹ luôn cũng vậy. Đủ, mày mày ra nước ngoài mà ở ngoài mày kẹt kẹt ra, mày không bao giờ giải cứu chó gì hết. Rồi không có nước nào giải cứu với Việt Nam. Thì cái đó nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên cái tính nhân văn của cái đất nước Việt Nam mà giữa người mà lãnh đạo, để mày ngó lại những cái người mà đang ở người Việt Nam mà đang ở những cái nơi nào mà cảm thấy là hiêu nguy hiểm là họ tới họ giải cứu. Nó giống y chang như là một bầy gà con vậy, đủ gà mẹ rồi nhiều hông rồi xuống là nó tử chiến rồi để nó bảo vệ gà con vậy thôi. Cái điều đó thì rất hay, nhưng mà nói vậy thì nói thôi, làm sao mà che được cái mấy cái miệng của thằng mấy quỷ khốn rạng chó đẻ này, đủ má thứ được đây. Tao nói một câu ngắn gọn thôi, nói thẳng này, đủ má nhà nhà cao cửa rộng nó không ở, đủ má nó chung cầu tiêu nó ở không thì làm sao trách nó được. Trời kệ cha đi, mệt lắm, đâu mệt phiền. Thì tao cũng đã nói hết lời rồi, có nghĩa là ở đất nước mình bây giờ mình nói chỉ khen quá đáng thì cũng không đúng, nhưng có điều là nó gần như là trên cả tuyệt vời. Và hầu như tao thấy tất cả mọi người ở trong nước rồi đó, ở về nước rồi, thì phố Bình Sa TV nó đã họp rồi, có những ông Việt kiều Mỹ lắm lâu năm đây rồi, người thì làm phi công, người thì làm là bác sĩ, người thì làm này kia đủ thứ rồi, về đủ mà họp lại, đủ ta về ta đi thay tớ luôn, ta định cư luôn gì đám rồi đó. Thì không phải gì nhiều lắm, có một cái anh chàng cũng lâu năm đó mà cũng khoảng 5-7 năm nay rồi, ở Đà Nẵng á, ông về đó, ông cũng là kỹ sư điện toán gì của Mỹ này, xong cái về hưu xong về Đà Nẵng ở luôn đó, ở luôn đem vợ đem con gì nghe nó mở quán cà phê luôn Đà Nẵng luôn đó. Nói chung là tắt thằng tật đó. Thì chọn cái cuối đời họ về Việt Nam thì nói chung là tao cũng chẳng ngoại lệ, vậy thôi, đi chờ thôi. Ok chứ biết sao giờ. Chào Cơ Biên, chào Lan Hoàng. Rồi đứa nào nói có một câu này nè bố Cầm, bố có một câu này của một khách mời dưới họ comment nè. Trí tuệ của Đảng Cộng sản Việt Nam là luôn nắm bắt và xác định được xu thế thời đại. Họ vận dụng lý luận vào thực tiễn rất linh hoạt, uyển chuyển và khoa học. Và trong thời đại Hồ Chí Minh, họ đã thúc đẩy được khát vọng vươn lên của dân tộc. Cũng như một vị lãnh đạo đã nói, dân tộc Việt Nam nhất định không chịu thụt lùi mà phải vươn lên khẳng định mình. Theo bố thấy là cái câu đó nó câu thế nào? Khá là hay và cũng gần như khá là chính xác. Bởi vì mình đi sâu về chút xíu á, mình thì tao thiệt dốt đặt về chính trị, tao không có tham quan tâm chính trị, nhưng mà đôi lúc cái cuộc đời mình đã trải nghiệm đã qua rồi, cái thời quá khứ rồi hiện tại nó hiện về, thì mình biết mình cảm nhận được cái điều đó mới hay. Con anh nói không tâm đó từ lâu rồi, bởi vì nó đã trải qua rồi, kinh nghiệm rồi mới hay. Thì thế giới đã công nhận mà, chẳng có một nước nào mà đủ mới vừa tàn chiến tranh gây dựng lại trong vòng cả 20 năm mà nó gọi là người Bắc tôi gọi là liền anh liền chị á, đủ bằng anh bằng chị á đó, đó là rất là tuyệt vời. Em mình nhớ đừng có cho thằng Quỷ Thanh Quy lên với thằng Linh, thằng Phạm Xuân lên nha, đồ hàng đó lên tao đi ngủ á, đủ nhớ nha, đủ không cho hàng đó lên. Hôm nay không có hai người đó trong đây, bố yên tâm đi. Rồi đồ má vậy được rồi, ok thì cho khác lên đi con. Tao đi xuống đem cái nồi thịt tao coi đồ hồi nó khác nữa bây giờ. Ủa còn nấu dưới nữa hả? Còn tắt rồi chứ. Đỡ thôi, tụ mấy bà nó cạn nước mẹ hết trơn rồi, đủ tao giờ tao mới lăn qua. Dạ. Rồi ok. Ăn vú bò nữa không? Thôi mày được, khùng quá mày đủ, má mày vừa phải, má mày vừa phải nha, mày ăn mà còn chọc tao nữa đủ, má nóng máu rồi, đủ má tao ghét. Thôi, mệt quá. Tao về là tao hành mày cho mày chết cha luôn rồi. Chào bố Cầm.